Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiến thức khá là hay và thú vị Đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể tạo được channel cũng như là group Telegram dành cho riêng chúng ta nhé các bạn Như các bạn đã biết thì ứng dụng Telegram là một trong những ứng dụng phổ biến nhất hiện nay Bởi vì cái tính bảo mật nó rất là cao Và đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử thì ứng dụng telegram càng trở nên phổ biến đối với những cái dự án lớn đối với những cộng đồng rất là khủng thì đa phần đều là group telegram cũng như là channel telegram nha các bạn đấy. Bởi vì cái tính bảo mật rất là cao và ngoài ra thì telegram cũng có rất là nhiều những cái tính năng nổi bật và tiện lợi dành cho người dùng nhé Ok ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tạo ra được cái channel cũng như là tạo ra những cái group telegram dành cho riêng các bạn nhé ở đây thì các bạn hiểu cái bản chất của the uh, group và channel nó khác nhau như thế nào thì cái group ấy là các bạn có thể tạo ra uh, những cái nhóm uh, cùng một cái chủ đề. Ví dụ như ở đây là kiếm ở uh, đây mình lấy ví dụ nhé đây là cái group kiếm tiền 4.0 nhé Là mọi người đều có cái mục đích là để có thể làm thế nào để có thể kiếm tiền từ e kiếm tiền từ thị trường tiền điện tử và cái kiếm tiền từ 4.0. Đấy, thì mọi người có thể vào đây chia sẻ và trao đổi cũng như là chat với nhau nha các bạn đấy đây là group nhá đấy thì tất cả những thành viên đều có thể chat và chia sẻ thông tin ở trên này đấy còn đối với channel ấy thì nó cũng khá giống với group tuy nhiên thì chỉ có những ban quản trị và những admin ở trong cái channel đấy thì mới có thể chia sẻ được bài viết nha các bạn đấy thì hàng loạt chia sẻ bài viết kiểu dạng như thế này thôi đấy còn thành viên thì không được chia sẻ nhá chỉ là subscribe và được cập nhật thông tin đến từ cái channel thôi nhé các bạn ok thì uh, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể tạo ra một cái group và một cái channel riêng luôn cho các bạn nhé Đây là một cái rất là hay đối với những bạn mà uh, đang tìm hiểu về kiếm tiền Đang muốn tạo ra cho mình những cái channel và những cái group telegram để có thể phát triển được cái cộng đồng của mình nhé Ok, thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn cần phải tải cái ứng dụng telegram và các bạn phải có một cái số điện thoại để đăng nhập vào sau đấy thì các bạn ấn vào phần ba vạch các bạn có thể thấy này nó có hai phần new group và new channel tức là tạo ra một cái group mới và tạo ra một cái channel mới đây thì mình sẽ hướng dẫn nhé đầu tiên các bạn tạo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái channel để các bạn nhấn new channel ví dụ là các bạn muốn tạo một cái channel là cộng đồng cộng đồng uh, kiếm tiền điện tử cộng đồng kiếm tiền điện tử nhé đấy hoặc là cộng đồng kiếm tiền từ Europe từ tiền điện tử chẳng hạn Cộng đồng kiếm tiền từ tiền điện tử chẳng hạn nhé Đấy thì các bạn à, Đầu tiên là các bạn à, tạo cái name channel Tức là tên của cái channel của các bạn này Và mô tả description Thì các bạn có thể mô tả là Tất cả những thông tin này đấy Đấy chia sẻ Kiến thức Kiếm tiền Đấy ngoài ra thì các bạn có thể À, thêm cái đường link của website cũng như là blog của các bạn ở đây chẳng hạn ví dụ mình sẽ lấy ví dụ nhá Đấy. sau đây các bạn nhấn create này đấy thì à, ở đây các bạn có thể thấy nó có hai phần đó là public channel và private channel thì ở đây thì à, tất cả mọi người hoặc là tất cả ai cũng có thể tìm được cái à, à, tìm và roi vào cái kênh của các bạn còn private channel ấy thì chỉ có những người có cái link mời ấy của các bạn ấy thì mới có thể join vào nhá. Kiểu dạng như private group của Facebook ấy các bạn. Đấy. Thì để mà phát triển một cái cộng đồng mở ấy thì các bạn nên chọn public channel. Còn ví dụ như những cái group kín. Hoặc là những cái channel mà chỉ chia sẻ những cái thông tin tuyệt mật. Hoặc là những cái kèo gọi là kèo à, chỉ có dành cho những à, VIP. Thành viên VIP ấy thì các bạn chọn private channel. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn là public channel. À, kiếm tiền... Sau đấy thì các bạn chọn cái link này. Cái link này thì các bạn tùy chọn nhé. Ví dụ như là kiếm tiền 888. Đấy, chẳng hạn như thế. Kiếm tiền 2022 68. Đấy, khi nào mà nó hiện là uh, Zip link uh, is available này. Có nghĩa là cái link này hợp lệ nhé. Cái link này chưa có, chưa có người tạo thì chúng ta mới có thể tạo được nhé. Còn những cái link nào mà có người tạo rồi thì các bạn không thể tạo được. Sau đây các bạn nhấn xếp lại, thì các bạn sẽ à, mời những người bạn của bạn vào. Ví dụ mình sẽ mời, à, đây, một người. Các bạn add những cái người của các bạn, à, add những cái thành viên, những cái member của các bạn vào ấy. Sau đây các bạn nhấn add này. Đấy, thì các bạn sẽ tạo ra được cái channel và chúng ta đã có hai subscribe đây, của các bạn này. Ok ạ Thì đầu tiên ấy, các bạn nên, đó là cái nền thay đổi cái hình nền cái ảnh đại diện của channel của chúng ta ví dụ mình sẽ lấy một cái hình về bitcoin nhá ok các bạn nhấn đăng đấy xong như vậy là chúng ta đã có một cái kênh channel telegram của riêng các bạn và các bạn có thể chia sẻ bất kỳ một cái thông tin nào ở trên này ví dụ như là uh, các bạn có một cái đường link giới thiệu về uh, hello hello chào tất cả các bạn đấy thì các bạn uh, chia sẻ kiểu dạng như này và tất cả những bài viết nó sẽ được public ở trên cái channel của các bạn thì những cái thông tin nào hay các chương trình aerob các chương trình kiếm tiền mà các bạn muốn giới thiệu thì các bạn có thể chia sẻ lên cái channel telegram của các bạn nhé ok thì tiếp theo này khi mà các bạn tạo ra cái uh, channel rồi thì các bạn có thể tạo ra cái group đây các bạn nhấn vào new group. Đây là tạo ra group nha. Thì uh, các bạn có thể viết là cộng cũng là cộng đồng cho hạn, cộng đồng. Kiếm tiền điện tử chẳng hạn. Đấy, ok. Sau đó các bạn nhấn next. Thì các bạn cũng add những cái thành viên của, trong cái uh, trong cái uh, gọi là trong cái uh, danh sách bạn bè của bạn ấy đấy thì các bạn add vào thôi ví dụ add đây này bạn không thì add ok đây là người ví dụ người này là để cái uh, cái file vết đấy thế là chúng ta không thể add được vào chỉ có những người mà không để file vết thì các bạn mới add được đấy ok thì các bạn sẽ thấy được là các bạn có cộng đồng kiếm tiền tiền điện tử đấy và cái cộng đồng này thì cũng đơn giản thôi các bạn có thể chat ở đây hello anh em đấy và mình hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nữa này là kết nối giữa uh, channel và group như thế nào kết nối cái việc kết nối này nó sẽ tạo ra như thế nào thì có nghĩa là khi mà các bạn đăng tải một cái bài viết ở trên channel ấy thì tự động nó sẽ uh, liên kết với cái group của bạn tức là nó sẽ tự động đẩy cái bài viết ở trên channel qua cái group này thì các bạn sẽ phải liên kết đây này các bạn sẽ vào đây các bạn vào phần mana channel này này tức là quản lý ấy đấy thì ở đây các bạn sẽ add a group tức là các bạn sẽ add một cái group của bạn ở đây nó sẽ hiện thị group này đấy. private này các bạn nhấn vào phần link group đấy sau đó các bạn add lại thì các bạn sẽ thấy này đây nhá ví dụ mình sẽ đăng một bài viết này Chào mừng, chào mừng, mừng tất cả anh em đến với channel. Đấy, các bạn có thể tải một cái hình ảnh lên nhá, à, lấy một cái hình ảnh ví dụ đi nhở. Đây, đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy này. Là ở cái kênh khi mà các bạn upload một cái bài viết ở trên channel thì tự động cái bài viết đấy nó sẽ hiển thị ở trên cái group bởi vì khi mà chúng ta đã liên kết lại với nhau rồi ấy thì nó sẽ tự động public qua. Và những cái thành viên ấy ở trong cái group ấy, có thể chat ở đây, chat ở trên channel luôn. Các bạn các bạn ấn vào đây thì các bạn có thể chat này. Hay hay quá này, ví dụ nhá. Đấy chat luôn ở đây. Đấy khi các bạn quay trở về đây thì các bạn sẽ thấy một comment này. Thấy không? Các bạn click vào thì thấy là trong cái phần chat này có nghĩa là chat ở trong cái channel luôn. Ok, rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể chia sẻ những cái bài viết, những cái video mà các bạn làm, ví dụ các bạn là phát triển thêm một kênh YouTube nữa đúng không? Đấy, ví dụ của mình đây này. Tiểu sư phụ này. Nhá. Thì các bạn có thể chia sẻ lên đây. Ví dụ các bạn chia sẻ những cái video những cái video về kiếm tiền đúng không? Các bạn chia sẻ lên cái channel của bạn đây. Chia sẻ lên. Thì các bạn sẽ thấy này nó hiển thị lên và nó sẽ tự động được đẩy qua cái group các bạn thấy không? Đẩy liên tục như thế. Đấy, đấy là một cách để các bạn có thể tạo ra được cái channel cũng như là group kết nối lại và tạo ra được cái cộng đồng riêng cho các bạn. Đấy, nếu như bạn muốn à, phát triển một cái cộng đồng, phát triển một cái group, phát triển một cái channel thì các bạn nên làm à, theo cách mà mình hướng dẫn thì các bạn sẽ có được một cộng đồng nó sẽ có một cái độ kết nối rất là mạnh và nó sẽ có độ tương tác rất là hay. Đấy, đấy là cách mà mình muốn hướng dẫn và mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn để giúp cho các bạn những ai mà à, đam mê về kiếm tiền tiền điện tử này, kiếm tiền về Aerobe này thì các bạn có thể À, tạo ra những cái channel những cái group của riêng mình nha các bạn. Đấy, ngoài ra thì những cái cộng đồng khác như là các bạn muốn ví dụ như là các bạn muốn tạo ra một cái uh, group uh, dành riêng cho những cái anh em của bạn, các bạn muốn add những cái thành viên vào uh, về chỉ riêng về săn các kèo wireless này, à, đăng ký những cái sàn này rồi săn những kèo idio chất lượng này, thì bạn có thể tạo đơn giản như thế thôi. OK, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho bạn nhé. Chúc cho bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. À, nói chung là à, chúng ta cứ uh, kiên nhẫn và làm thật nhiều thì các bạn mới có thể có được nhiều kinh nghiệm và có thể kiếm được tiền nhé các bạn. Nhớ nhá, nhớ đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những thông tin mới nhất và ủng hộ cho channel của Tiền Sư Phụ nhé. Cảm ơn các bạn, chúc cho bạn kiếm được thật nhiều tiền còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại